Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là xác định hoặc là quan sát xem là thế nào là cái dàn lạnh nó bị hở. Chỉ bằng cách quan sát. Đây thì bắt đầu nếu như mà các bạn xem cái tủ đông này. Đó. Nếu như các bạn nhìn thấy cái lượng bám tuyết của nó như này. Đấy, nó không tới đáy. Nó chỉ có đến đó thôi. Đó. Thì các bạn có thể là xem tiếp. Nếu cũng như lúc nãy, đấy, mà cái tủ còn zin như thế này, đó, tức là chưa ai sửa chữa gì, đó, thì ta kết luận là nó là hở dàn lạnh. Và nếu như mà nó là cái tủ sửa rồi, tức là người ta đã lắp cái ti sạc vào thế này. Sửa rồi không còn zin nữa thì cái này là do nó hở ti sạc đấy, mà nó ra nó thoát ga ra đấy, thì chưa chắc đã phải là hở dàn lạnh đấy. Còn với những cái tủ mà nó không hở đấy, là tuyết nó phải bám xuống sát đáy cái kia đấy, tức là sát dưới đáy đấy, là cái tủ mà dàn lạnh vẫn còn kín đấy. Các bạn quan sát lại. Đó. Nếu như thế này đó, mà cái tủ còn zin thì là hở dàn lạnh. Còn nếu như mà nó đã sửa này, thì có thể là nó hở cái ti sạc này, hoặc là một mối hàn nào đó này. Thế nên là ta không vội kết luận cái tủ đã sửa là hở dàn lạnh nếu như nó ở cái tình trạng đó. Tại sao mà cái hở dàn lạnh nó lại ở cái tình trạng đó? Là bởi vì cái áp ở cái dàn lạnh ấy, nó rất thấp. Đấy. Thế nên là chỉ khi cái tủ ngưng chạy, đó, thì nó bắt đầu nó mới xì ra một chút. Đó. Nó chạy lại thì nó lại không xì nữa. Thế nên cái hở dàn lạnh ấy, đấy, nếu như tủ cứ chạy liên tục ấy, thì có thể cả năm trời nó vẫn cứ ít ít như thế, đấy, nó cứ bám như vậy, đó. Chứ nó không hết hẳn, đấy. Chứ nó không như hở dàn nóng là nó hết hẳn, đấy. Thế nên chúng ta nhìn thấy nó bám tuyết như thế ở cái tủ mà còn zin ấy, thì chúng ta thể kết luận là nó hở dàn lạnh, đấy. Nhưng nếu cái tủ mà đã sửa thì ta chưa vội kết luận, bởi vì có thể là nó sẽ hở cái ti sạc hoặc là mối hàn nào đó, đó. Như thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.